có đặt câu hỏi. Rồi, xin lỗi thầy, uống đi nước đã. Em có một câu hỏi này, em từng làm công ty bất động sản vận hành theo mô hình đa cấp. Thầy đã từng thấy trong lĩnh vực này để chưa? Và cảm nhận đánh giá như thế nào về mô hình này áp dụng cho bất động sản ạ? Thực ra thì mọi sản phẩm đều có thể xây dựng theo hướng đa cấp được. Và bản chất của sản phẩm đa cấp là gì? Sản phẩm đa cấp thường là sản phẩm tiêu dùng, tức là nói về cái yếu tố cốt lõi là cái kênh bán hàng đa cấp, chính là cái kênh truyền miệng. Tức là mỗi một người bán hàng chính là một người sử dụng chính là một nhà phân phối. Và muốn nhà sử dụng là nhà phân phối được thì sản phẩm đấy phải đặc biệt tốt và nó truyền miệng. Thì như vậy là một là yếu tố để trở thành cái sản phẩm đa cấp được. Một là chính là sản phẩm tốt. Hai là sản phẩm tiêu dùng nhanh. Hôm nay họ dùng, mai họ lại tiếp tục dùng. Ví dụ như thực phẩm chức năng, ví dụ như là mỹ phẩm thì cũng là sản phẩm mà họ phân phối đa cấp rất là nhiều. Câu chuyện thứ ba là dễ dùng, bởi vì nếu mà khó dùng thì họ dùng nhầm một phát nó hỏng cái chất lượng đi thì cuối cùng lại trở thành xấu trên kênh. Thứ tư là dễ vận chuyển. Thứ năm là dễ bảo quản. Như vậy cái sản phẩm của đa cấp nó yêu cầu 5 cái yếu tố căn bản như vậy. Một là tốt, đây là yếu tố cốt lõi. Hai, dễ dùng. Ba, dễ bảo quản. Bốn, dễ vận chuyển. Đấy, thì như vậy là nó có những cái yếu tố căn bản như vậy để cho bạn thấy rằng là đấy là sản phẩm đa cấp. Và tôi cho rằng bất động sản cũng là một sản phẩm mà họ hiện nay sử dụng bán cái kênh đa cấp rất là nhiều. Nhưng chúng ta không phán xét xấu hay tốt, bởi vì bạn cho rằng tốt hay xấu thì cái kênh đa cấp nó bị một cái rất là điểm yếu của kênh đa cấp chính ở chỗ này. Vì bạn là nhà phân phối và chính bạn cũng là nhà sử dụng, cho nên khi bạn đã sử dụng nó rồi xong bạn lại tham gia vào phân phối thì tất cả các chi phí trên kênh bạn biết hết. Ví dụ khi bạn uống một chai bia Hà Nội có khi bạn chỉ nhập 2.000 nhưng bạn phải trả giá 10.000, nhưng vì bạn không biết giá sản xuất chỉ có 2.000 và chi phí phân phối trên kênh mất 8.000 khiến cho bạn uống chai bia và bạn nhìn tất cả những thằng xung quanh đều trả 10.000 thì bạn cảm thấy mình rất là thông minh và không bị điên rồ. Nhưng nếu là sản phẩm đa cấp mà bạn uống chai bia mà bạn biết giá thành sản xuất là 2.000 thì ngay lập tức trong con người bạn nó có một cái phần gọi là cảm giác bị lừa mất 8.000 này, và bạn cảm giác đây là một kênh lừa đảo. Nhưng bản chất bất cứ phân phối một sản phẩm gì theo mô hình nào đều phải mất chi phí trên kênh cho cái người tham gia bán hàng. Chỉ có điều với người đa cấp bạn biết chi phí bao nhiêu, còn với kênh truyền thống bạn không biết chi phí là bao nhiêu. Vậy đa cấp không phải là lừa đảo mà đa cấp là một mô hình bán hàng rất là tốt. Chỉ có điều nếu họ bán sản phẩm đều tệ, nhưng vì những người mà tham gia vào kênh bị lừa đảo tiền rồi thì phải cố gắng lại tiếp tục đi bán hàng đều để lừa tiền của người khác để gỡ vốn và tạo ra dây chuyền lừa đảo, thì bản chất đấy là do con người làm trên kênh đa cấp ấy xấu chứ không phải đa cấp xấu. Vì vậy bất động sản nếu như họ bán giá thành bất động sản mà tốt đến tay người tiêu dùng, họ cảm thấy thỏa mãn thì kênh đấy vẫn là kênh tốt. Vì vậy ở đời muôn sự của chung ăn nhau ở chỗ khéo dùng hay không. Khẩu súng nó rất xấu, nhưng nếu súng để mà bảo vệ tổ quốc thì rất tốt, nhưng nếu súng thì để đi cướp ngân hàng thì rất xấu. Thằng đàn ông ông trời cho một cái gậy, chọc đúng chỗ thì rất tốt mà chọc sai chỗ thì rất xấu. Vậy thì vấn đề là không tốt không xấu, vấn đề là do cách dùng thôi. Đấy, cho nên là anh Hiếu nhà tôi giảng này mà anh ấy còn cười đấy, anh ấy buồn cười thì anh ấy hiểu cái gậy là cái gì, thì không biết là anh em có hiểu gậy là cái gì không. Đấy, thì cuối cùng là tôi chúc cho bạn là yên tâm và tham gia bất cứ một cái kênh gì, quan trọng là mình không xấu. Và quan trọng nhất trong cuộc đời này là thấy người ta xấu không phán xét người ta xấu, mà làm nào giúp cho người ta hết xấu, đấy mới là quan trọng. Hoặc là tối thiểu mình sống trong đám xấu mà mình không xấu thì nó quan trọng hơn. Thì nó ít nhất là bạn giữ cho mình được cái sự thiện lành thì nó tốt rồi. Và chúc các bạn cứ định tâm để mà kinh doanh, đừng có lo lắng mô hình xấu, quan trọng là bạn dùng mô hình như thế nào, nó có làm việc xấu hay không thôi.
anh em nghe có hiểu có dùng được không ạ? Trong lúc nghỉ ngơi xem là anh em phán xét xem thế nào có được không ạ? Anh em có dùng được không? Chết rồi, chả thấy đâu rồi này. Đâu 500 anh em đâu rồi ạ? Sao không thấy ai đâu nhỉ? Ngủ hết rồi à? Anh em đâu? Anh Hiếu lấy cho bố cái điện thoại xem nào, để bố xem xong hai cái máy này nó bị treo rồi. Chả thấy anh em nào comment gì cả. Đâu? Anh Hiếu cho bố xem cái máy của anh Hiếu xem. Đây rồi, có xem được rồi. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Nhưng mà đây không đọc được. Thế này anh Hiếu làm nào để bố đọc được? Đọc hết đây là câu hỏi, còn comment không đọc được. Thôi được rồi, không thì thôi anh thôi. Anh giết thời gian của bố. Thôi được rồi. Nào tiếp tục ạ. Câu hỏi tiếp theo là anh Nguyễn Văn Quát có hỏi ạ. Thầy cho em hỏi tình huống này ạ. Hiện tại em làm tự doanh về shop bán quần áo nhân viên. Bán quần áo nhân viên. Trong lúc bán hàng không hỗ trợ đồng nghiệp, tức là khách của người này bán, có khách của bạn khác hỏi không trả lời. Bên em đang trả lương cơ bản cộng lương doanh số ạ. Thầy tư vấn giúp em tình huống này có cần thêm tiền thưởng cho tập thể không ạ? Luật chơi thì em cũng có rồi nhưng vẫn không hiệu quả. Thầy cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe. Nguyên tắc trong thành tố để tính lương cho anh em đối với ngành quần áo luôn nha, tôi đọc luôn, đọc vị luôn cho bạn thấy này. Một, trong một cái trăm điểm để tính điểm KPI ấy, thì thứ nhất là thành tố thứ nhất tạo nên điểm KPI chính là thực hiện nội quy. Vì vậy bạn có một cái bảng nội quy, nếu như đi muộn thì sao, nếu như nghỉ đột xuất thì sao, nếu không nộp báo cáo thì sao. Ví dụ thế, nếu không mặc đồng phục thì sao. Thì bắt đầu là những cái nỗi khổ đấy, tôi gọi là ai khổ vì ai. Thường nhân viên nó vi phạm thì lãnh đạo khổ. Bây giờ nhân viên nó vi phạm thì trả cái vi phạm ấy cho nhân viên. Vì vậy kể một bên là gì ạ? Nỗi vi phạm. Và một bên là gì ạ? Điểm trừ KPI. Thì cái thành tố đầu tiên là thành tố của điểm nội quy. Vì vậy sai thì trừ. Cái thành tố thứ hai đó là thành tố khối lượng công việc. Và nhân viên được trả lương bằng cái số lượng đơn hàng mà nhân viên đã bán. Vì vậy họ sẽ không phân biệt khách hàng lớn hay khách hàng nhỏ. Vì vậy chỉ cần mua một quần đùi thôi cũng được tính là một đơn hàng. Và yếu tố thứ hai là yếu tố số lượng đơn hàng mà nhân viên bán. Yếu tố thứ ba là hiệu quả bán hàng của nhân viên, thì nó gọi là doanh số cá nhân hay là doanh thu cá nhân. Và yếu tố thứ tư là yếu tố là hũ gạo chung, tức là cái doanh thu chung của cả cửa hàng. Thì như vậy nó mới có sự đoàn kết, người này giúp đỡ người kia. Thầy nhắc lại bốn yếu tố. Trong 100 điểm thì điểm nội quy có thể chiếm 10 điểm, 20 điểm, nếu vi phạm thì trừ. Hai, khối lượng công việc chính là số lượng đơn hàng có thể chiếm 10 hoặc 20 điểm tùy bạn theo chiến lược của bạn. Thì ở đây trong chương trình này nó ngắn, tôi không thể nói cài từ chiến lược xuống KPI được. Câu chuyện thứ ba là doanh thu cá nhân của họ thì chiếm một cái trọng số có thể là 60 điểm hay 50 điểm KPI. Và cái cuối cùng đó chính là cái việc mà hũ gạo chung, tức là doanh thu chung của cửa hàng, sẽ mọi người sẽ được hưởng chung 20 điểm đấy. Vì vậy vừa có tính cá nhân, vừa có tính tập thể, vừa có tính đoàn kết, vừa có tính mà hỗ trợ đồng đội, vừa có tính mà thể hiện được bản thân, cái cá nhân của bản thân, thì như vậy nó sẽ rất là tuyệt vời. Và đấy là cái cách xây dựng KPI. Và cái nghệ thuật xây dựng KPI là bạn phải giải quyết xuyên suốt từ bài toán chiến lược. Tôi lấy ví dụ, nếu nhân viên của bạn mà nó thực hiện nội quy kém thì điểm nội quy chiếm trọng số. Nếu nhân viên của bạn nó lười, tức là cứ khách hàng lớn nó mới tiếp, khách hàng nhỏ không tiếp, thì bạn phải đưa trọng số của đơn hàng lên cao, số lượng đơn hàng lên cao. Nếu nhân viên của bạn đã chăm chỉ rồi, chăm mọi khách rồi, thì bạn cần phải có hiệu quả, thì vậy bạn đưa vào cái mức trọng số của điểm doanh thu cá nhân lên cao.
Còn nếu như mà trong hệ thống mất đoàn kết thì bạn phải đưa trọng số cái điểm mà hũ gạo chung lên cao, hũ gạo chung của cả cửa hàng ấy lên cao. Ví dụ thay vì nó 10 điểm thì nó chưa đoàn kết, để 20 điểm nó sẽ đoàn kết ngay, thì nó sẽ hỗ trợ nhau để bán hàng, dạy dỗ nhau để bán hàng ngay lập tức. Thì như vậy là bạn phải xây theo cách đó thì nó mới đoàn kết được và đoàn kết tự động. Và nếu bạn muốn học sâu hơn nữa về quản lý một cửa hàng thì bạn phải nên học một cái lớp giám đốc kinh doanh từ học viện. Cái này tôi cũng có chốt sale nhưng mà tôi chia sẻ thôi để bạn có cái cơ hội để thay đổi cái cách quản trị và quản trị tự động. Thì từ đấy bạn đi chọn những ngành hàng tốt nhất, hot nhất, phù hợp với thị trường nhất và đẩy vào cửa hàng, chứ không phải nhiệm vụ của bạn đứng đấy để bán hàng nếu bạn là cửa hàng trưởng. Và chúc cho bạn thành công. Xin cảm ơn bạn. Nguyễn Nguyên có đặt câu hỏi: công ty em có một số nhân sự có năng lượng xấu, hay bi quan, không kiềm chế được cảm xúc, cái tôi lại quá cao, khi đi lên hoan lại khác hẳn, có nên giữ lại ở công ty để định hướng hỗ trợ đến khi họ chịu thay đổi không à? Hướng của em là đào tạo con người cùng nhau phát triển trong công ty. Tôi phải chia sẻ thật sự với bạn rằng là cái tế bào, cái nhân sự mà tiêu cực ấy chính là tế bào thối trong một đám đông. Vì vậy là thường là khi bạn bị một cái mụn rất là nhỏ và khi bạn gậy ra và vi khuẩn nó xâm nhập vào thì nó tạo ra một tế bào thối. Và nếu tế bào thối đấy không được chữa nhanh thì toàn bộ cái vùng xung quanh của tế bào ấy nó lây lan thối rất nhanh và người ta gọi là viêm nhiễm đấy. Thì như vậy thì thường là người ngày xưa họ làm để chống viêm nhiễm, như vậy họ phải rửa nước muối ngay lập tức để cái tế bào thối ấy nó đóng băng ngay lại và nó chết. Vậy thì đối với con người thì sao? Cái vấn đề tư duy tiêu cực không ai chữa được. Tôi cũng chữa rồi, để nói với bạn rằng không thể chữa được. Và thứ duy nhất là họ tự chữa cho họ bằng trải nghiệm trong cuộc đời. Họ phải va đập, họ phải đau khổ. Và cái bản chất của tiêu cực là gì? Chính là góc nhìn không toàn diện, chính là trí tuệ đấy. Để lấy ví dụ, một thằng nhân viên kinh doanh đi bán hàng chỉ thích xin sếp là cho công nợ. Nhưng nếu nó bán hàng mà cho công nợ quá lớn là nó giết chết sếp. Nhưng nó chỉ thích xin công nợ để được việc của nó thôi, để nó bán, nó được doanh số, nhưng đồng nghĩa với việc giết sếp. Nhưng nếu sếp không đồng ý thì ngay lập tức là nó sẽ xin nghỉ việc hoặc nói xấu sếp. Vậy thì bản chất ở đây là do nó không hiểu được rằng là nếu cho công nợ thì sếp chết. Mà sếp chia sẻ với nó thì cũng không biết nói thế nào để cho nó hiểu. Và đôi khi ông sếp không phải có vai trò giải thích cho nhân viên mãi được, không có trách nhiệm đó. Vậy thì tóm lại, với cái bọn tiêu cực, trừ khi là bạn có khả năng thánh nhân thì tôi với bạn thay đổi được nó trong vòng một vài ngày. Chứ còn nếu bạn để một tháng thì nguyên tắc là cứ một tháng cái bọn tiêu cực đấy nó sẽ lây ra ba đứa, để tiếp tháng thứ hai ba đứa đấy nó lại lây ra 9 đứa, để tiếp tháng thứ ba thì 9 đứa ấy nó lây ra 27 đứa. Và nếu trong công ty bạn, hệ thống kinh doanh bạn có 30 nhân viên mà có một đứa tiêu cực thôi mà nó lại có khả năng mà tầm ảnh hưởng của nó lại lớn, thì tôi nói với bạn chỉ khoảng 3 tháng sau là đội kinh doanh của bạn đi hết, vỡ trận hết và toàn bộ là đám tiêu cực, thì bạn chết ngay. Và đặc biệt là người càng ở cấp cao, cấp leader, cấp trưởng phòng, cấp lãnh đạo mà tiêu cực là đối với tôi là phải đuổi càng nhanh càng tốt, bởi vì tầm ảnh hưởng của nó rất là lớn. Vậy với người tiêu cực không ai dạy dỗ được ngoài va đập cuộc đời và đau khổ. Đủ đau khổ nó sẽ nhận diện ra được nỗi khổ của người khác, thì bây giờ nó mới có khả năng chia sẻ và hết tiêu cực. Và tiêu cực này cũng chính là một phần phước báu trong cuộc đời, nó nằm trong cái niềm tin cũ. Và tôi cũng hy vọng rằng bạn là thánh nhân và thay đổi được họ. Chúc bạn thành công. Cảm ơn bạn. Anh đừng nắc cái ghế của bố. Các bạn rồi. Tiếp tục bạn. Bạn là Ngô Hoàng Nguyên có đặt câu hỏi, Ngọc Hoàng Nguyên có đặt câu hỏi: thầy ơi cho em hỏi ạ, em vừa mới khởi nghiệp bên lĩnh vực kinh doanh máy thiết bị công nghiệp,
Em phải làm gì để có thể sống sót sau vài ba năm và có thể cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn mạnh hơn ạ? Mong thầy tư vấn giúp em. Em cảm ơn thầy ạ. Kinh doanh trong máy thiết bị nông nghiệp, em phải làm gì để sống sót sau vài ba năm? Quả thực là đây là một cái câu hỏi mà nó mở vô cùng, nó rộng vô cùng. Để làm gì thì sống sót sau 3 năm? Khi mà bán sản phẩm thì việc đầu tiên là bạn phải gạch đầu dòng ra những cái thứ mà điều gì khiến khách hàng mua của bạn mà không phải mua của đối phương. Tôi gọi là cái thông số thỏa mãn khách hàng của mình hơn đối phương là cái gì. Nếu như mình không có gì hơn đối phương mà nguồn lực của mình lại yếu thì rõ ràng đây là một trận đánh rất thiếu cân bằng. Rất thiếu cân bằng. Trừ khi thị trường đấy là một thị trường mà bỏ trống, chỉ có một hai đối thủ cung cấp và cung cấp chưa đủ phủ vào thị trường, thì mình còn có cơ hội nhặt miếng rơi miếng rụng ở trong thị trường đấy. Thế còn nếu mà là thị trường cạnh tranh thì bạn không có cửa. Vậy một, phải gạch đầu dòng tất cả những yếu tố sản phẩm của bạn khác biệt là gì mà khách hàng mua của bạn. Cái thứ hai, nếu tạo ra sự khác biệt càng lớn thì chi phí bán hàng trên kênh càng cao. Vậy bạn phải xác định ngay tư tưởng là bạn phải làm thay vì tuyển nhân viên, và bạn phải làm 300% công năng sức lực của bạn để thay nhân viên. Bởi vì nếu bạn thuê nhân viên để trả lương thì bạn lại không có khả năng tạo ra sự đột phá khác biệt đối với khách hàng. Nhưng bạn để làm ra sự khác biệt đột phá với khách hàng hơn, đột phá với những đối thủ cạnh tranh hơn để khách hàng họ mua của bạn, nhưng chi phí không đội lên. Tôi không xui bạn hạ giá nhé, tuyệt đối không cạnh tranh theo kiểu hạ giá, mà bạn phải tăng service lên. Và tăng service lên như vậy thì rõ ràng là chi phí bán hàng trên kênh của bạn tốn hơn, thì bạn phải tự dùng sức mình để mà làm và chấp nhận làm 300% nhưng hưởng lương như nhân viên. Và sau một thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm thì bạn tích lũy được một ít tiền, tích lũy được thương hiệu của doanh nghiệp, tích lũy được uy tín đối với khách hàng thân thuộc, thì bấy giờ bắt đầu bạn mới thuê nhân viên và bạn có thể gì ạ? Tăng giá nhẹ lên một chút, bởi vì khi đấy để bạn bù đắp lại cái việc thuê nhân viên để làm thì bạn mới vượt qua được những cái giai đoạn đấy. Còn nếu như sản phẩm của bạn có quá nhiều điểm mạnh, thị trường thì bỏ trống, thì bạn trả hỏi câu này thì mặc nhiên bạn cũng sống sót. Và chúc cho bạn thành công. Xin cảm ơn bạn.